chơi quay lén cơ. Giờ quay lén. Dạ. Em đang quay nha, em chào cả nhà nha. Dạ. Dạ. Dạ, dạ. Cho vui đi dạ, nhậu giống dạ. Như là ở nhà mình đi. Dạ, dạ. Tám xong. Tám xong. Anh em mình còn đổ bê tông sơn. Dạ, đặc biệt là phải có nha. Ngon đấy nha. Ừ. Này đúng không? Anh ấy tổ chức. Ai cứ ăn cái gì gọi em. Sáu sáu đúng Hà Nội gửi vào đấy anh ạ, chưa đây là không có sáu. Dạ dạ sáu là sáu Hà Nội chuyển vô đấy anh. Dạ nhưng mà nhà em là cứ quanh năm suốt tháng là lúc nào cũng có sáu. Dạ dạ. Ủa là nhà chồng hả chị? Sáu này từ Hà Nội chuyển vào cơ. Dạ. Cái hay mỗi người có cái hay riêng mà mình ra đảo đây chị ăn cá vài hôm là chán. Ừ. Ăn thịt thì ngon. Dạ. Ăn cơm mọi người ăn đi nhá. Dạ dạ dạ. Ăn cứ tự nhiên đi. Dạ, cả nhà tự nhiên ăn nha. Dạ chị nhá. Dạ. Rồi. Em cơm đây em muốn mà mày hôm nay đòi vịt quay anh. Vịt anh này anh quay đây, anh này anh quay đây. Vịt quay mắc kén. Dạ. Vịt nấu sáu cho em chưa chuyển qua. Anh năng đi một chút em chuyển qua luôn. Cái kia là bảy loại gì của anh ấy của Thảo được. Bảy loại Thảo được. Rồi, em cái rau rau ngót rồi. Đây bà Ken nó mang lên lên ở trên đó luôn à. Không muốn rau ngót này ăn nó mát luôn hả chị? Buồn cười chỉ có một mình biết thôi. Dạ. Ngon này. Anh biết từ lâu rồi. Chúc em ăn thử. Dạ. Thì Tuấn ăn luôn đi không để nó nậu. Dạ. Chị thấy ăn được không? Chị thấy ăn vừa miệng không? Dạ. Thì đến bất cứ quan trọng. Dạ, quan trọng cái nước á chị ăn được không? Cảm ơn em. Không cần rau à?